Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Để bây giờ mình review ha. Dạ. Ở đây vô nha. Đầu tiên thì cái hộp rất là xịn sò nha. Bên đây là đón năm rồng. Đón năm rồng nhân bội lộc. Đó. Đẹp, đẹp quá. Rất là đẹp, hộp rất là sang trọng xịn sò. Năm nay có hai anh em mình đó. Năm nay hai anh em mình đó, rồng á. Wow. Ồ, năm lon, năm lon. Năm lon. Thơm quá. Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Ê ê ê, anh có ngân lượng. Cái này là ngân phiếu của mình mà. À vậy hả? Em ơi. Dạ. Rồi, ánh mắt thất thần rồi. Ô. Sushi sashimi. Hello. Ngon cái gì? Gỏi cua. Bé từ chối mà từ chối khéo hay không? Cơm. Ta ăn. Ơi. Rồi. Ăn thử nè. Cơm tấm kìa em ơi. Miễn phí. Sao mày chưởng kìa. 50 ngàn thôi. Thôi. Thôi tao ngồi. Miễn phí vậy 50 ngàn. Xin đi. Nè, có ngân phiếu, ngân phiếu. Có phiếu hey, không? Ăn. 300. 300. Ê, bày cái này mai. Mai lỡ. Ngon quá. Ừ, miếng sườn ngon cái gì vậy? Ừ, miếng sườn ngon quá vậy. Ba chị. Khéo quá rồi. Quá trời luôn. Thèm quá anh Giang ơi. Quá. Ý mực kìa. Ôi. Ý. Ôi. Tiền đâu mà ăn. Wow. Ủa, cá cam kìa. Ôi. Ơi. Cá ngon vậy. Ăn liền, ăn liền, ăn liền. Ngon quá vậy. Ý, vụ này hấp dẫn quá. Ôi. À, vô. Ôi. Tới nhà rồi. Tới nhà của mình rồi. Yeah, tới nhà rồi. Ê, qua bên kia, qua bên kia. Qua bên kia. Xéo đi. Rồi. Trời ơi. Rồi, chai su bự vậy. Xà bi trưởng. Ừ. Wow. Mình trang chứa tình người luôn á. Gì vậy? Món quà bất ngờ. Wow. Thôi. Mời anh Giang. Mời anh Giang. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Mời mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cái này em ăn cơm không? Em bới cơm ra cho. Ok. Rồi. Cho anh chén canh trước đi. Chén canh hả? Dập em đi. Nè, món gì? Thôi ăn đi. Ồ, cái này cái vị sa tế ngon lắm anh. Em thấy tôm nè. Ừ, ăn đi. Ngon lắm. Ok, ngon thì ăn đi. Dạ. Đây, đi rồi. Nè, đây. Ăn nhiều vô. Ôi mẹ. Gì con? Ăn nhiều vậy, con mập lắm. Rồi, ráng ăn đi con. Đi học ha. Ừ.
Mẹ không cho con vô chơi vậy. Trời ơi, trời ơi. Có cơm chưa? Không, nó không có ăn đồ chua đâu. Trời ơi, gấp ra, ăn ít thôi. Đẹp ăn ít thôi. Đẹp ăn ít thôi. Ủa, kỳ vậy. Đúng rồi, cho để mẹ ăn. Dạ rồi. Có anh thêm miếng rồi cho anh để. Ôi cho miếng vô nữa chậm vị. Trời ơi, cái miếng sườn mà nó ướp nóng hổi luôn á, vừa mới nướng xong. Ôi các em ơi. Ủa cái gì vậy? Sa tế tôm. Sa tế là để ướp nướng tự nhiên đổ lên đây. Không, ăn luôn, ăn được mà. Nani. Mực rất giòn, tươi nha. Ngon không? Đậm vị nha. Vùng biển nào? Vùng biển Alaska nha. Wow. Alaska nha. Wow. Ngon không? Dạ, ngon thì ăn nhiều vô. Sai bị trưởng là ngon nhất là phải cắn miếng sườn trước coi ướp vị sao. Ngon anh. Wow. Ướp là mật ong. Mật ong vậy? À, mật ong ngon, ngon. Đúng rồi. Ở này ngon rồi nha. Ngon này, chấm này ngon nha. Đúng là sa tế tôm sôm tế la. À, sa tế tôm sôm tế la tuyệt vào vỗ tay. À, sa tế tôm sôm tế la tuyệt vào vỗ tay. Sa tế tôm sôm tế la. Nói gì mà mắc cười dữ vậy? Đó được ăn rồi nói vậy. Tác hại của việc ăn quá nhiều. Mà tại sao nó ngược? Thì kiểu gì đó em thích gì đó sa tế tôm. À. Tôm sế la. Bỏ qua đi anh. Tôm sế la. Bỏ qua đi anh. Bỏ luôn. Bỏ qua bỏ đi. Luôn. Tôm sế xa. Ủa? Nói ngược lại giùm anh cái. Ai rảnh anh ơi, tôi có ăn đâu mà bác tôi nói. Nói ngược lại giùm anh cái coi. Thôi thôi. Ủa đợi thua, không có giờ được ăn gì luôn hả? Tụi em hút chân không. Mẹ có gym không mẹ? Gì con? Mẹ có đi gym không? Lại ướt à? Ướt đi. Bữa là mẹ quẹt trái nhà hết lần rồi. Hạn chế ướt rồi. Tiểu phẩm đi. Ở đây đuối rồi đó. Tụi em muốn có thử thách để được ăn à? Đói chưa? Đói rồi. Dạ đói rồi. Bây giờ chấp nhận thử thách đúng không? Chấp nhận thử thách. Chúng tôi sẽ đưa dụng cụ vậy các bạn. Tuyệt vời. Và mỗi người chỉ được gắp hoặc múc một lần duy nhất thôi. Tuyệt vời luôn. Một lần. Trời ơi. Trời ơi. Nói nữa. Anh, cái này là cái anh Lâm đó. Cái gì vậy? Ủa gắp gì? Gắp cái miệng anh. Rồi. Rồi đây là những cái dụng cụ mà chúng ta thường sẽ dùng ở trong nấu bếp hoặc là dùng tiệc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Chúng ta dùng để ăn luôn. Hả? Và dạ, đồ ăn của các bạn chính là đồ ở trên cái bàn của đội thắng. Một lần duy nhất thôi chị. Em gắp 3 cục đó cho anh đi. Em gắp ráng gắp được 3 cục thịt đi. Ý, bên kia ngon kìa. Lựa đi, lựa đi. Rồi em gấp một cà này em ăn Ngô Kiến Quy. Em ăn anh Trường Minh Tuấn nha. Gấp rồi hả? Gấp luôn cái gì hả? Em gấp xong rồi. Yeah. Quá thông minh. Quá ok chưa? Gấp được một thôi. Đừng có động vô. Không động vô một tay thôi. Đó. Rồi. Ủa chơi gì vậy, dồn về hết đồ ăn luôn rồi. Còn mình gấp gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Được không? Khó lắm. Khó lắm. Gấp cục này thì được nè. Khó lắm mình ơi. Sao được? Nhịn thôi. Được, em làm được. Đúng rồi, cho đẩy xuống. Đúng rồi. Đó. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi kệ. Trời ơi. Lấy cái mui cho bự vô. Cầm bự nhất mà được. Nè bây giờ á, ăn là phải ăn tương ớt chín nhu. Đúng rồi. Mới ngon. Em thấy là cái này là mà giá khổng lồ. Dạ, nên bây giờ phải tương ớt cũng phải khổng lồ luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Bao nhiêu gram? Không, đầy đi, đầy đi. Đúng rồi. Rẽ ra không lật lại, lật lại. Thêm nữa đi. Chấm mày nữa. Nữa ơi, ăn cay nữa. Ủa? Dạ xong rồi. Anh chan nước lèo hả? Rồi bây giờ lần lượt từng người ăn nha. Là một không được dùng một đồ trợ cụ đó. Chỉ ăn được một miệng. Đúng một... rồi. Ủa, vậy cầm vậy chi vậy trời. Ủa này tưởng chấm chung mà cuối cùng tôi ăn hết hả? Ủa này tưởng ai ốc nè anh?
trời ơi, tưởng đem về cho anh em ăn. Cứu tôi, cứu tôi. Rồi ngồi xuống ăn đi. Rồi mà anh hấp lẩu. Rồi anh ăn cuối đi, của anh là giữ nhất đó. Giờ tôi chấm anh miếng nha. Nè chấm đi, chấm đàng hoàng. Rồi chấm nè, đó. Rồi. Cái đó nhìn nó còn đẹp á. Ngon quá. Nhả ra đi, cắn khúc ơi. Trời ơi. Một miếng nữa hả? Ngon. Rồi chan, chan chan một xíu tôi hết đi. Một xíu thôi. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chết rồi, cái kia nó còn mút vậy được, cái này sao? Ăn cạp hết em ơi. Ai biểu tham, lấy như cái dĩa của người ta. Đâu biết đâu, ban đầu tưởng đem về ăn bình thường đàng hoàng anh. Trời ơi. Ý, nó ăn luôn cái sống mũi anh ơi. Ngước mặt lên, cho thiên hạ thấy. Ngon. Chị Tâm cũng sắp tới dỗ cha rồi. Chắc chị lên trển với cha. Ăn ít ngon, nhiều đi. Ăn ít ngon, nhiều đi. Mời chị húp. Trời ơi. Đòi súp cua. Nhà chị em bán súp cua. Đậm quá. Trời ơi, khổ cực quá. Đó, thấy chưa? Hai chị em tấm cám. Đã nói rồi, chai này là 2kg lận. Chai gì mà chai gần nửa chai người ta. Cái này ăn một tháng lận. Cái này không phải là cho ăn mà như hình phạt chứ. Nãy biết không ăn được rồi. Nãy biết không ăn nha. Bây giờ thì nhân dịp Tết sắp đến, chương trình cũng có hai món quà gửi cho các bạn. Wow. Yeah, quà. Đây, mùa xuân về rồi cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nâng ly lên để chúc mừng năm mới. Nhưng mà tôi thấy anh Năm hôm nay cái môi hơi thừ lừ. Trời ơi, cái môi vừa thừ lừ nè. Trời ơi, chắc phải uống một tí để mà hạ hỏa thôi. Đúng rồi, hồi nãy ăn hơi nhiều cho nên bao giờ sao bây giờ giống vậy? Hả? Ý, sao bây giờ giống vậy? Trời ơi. Y chang. Y đúng. Y chang. Quá trời, rồi bây giờ mình review ha. Dạ, ở đây vô nha. Đầu tiên thì cái hộp rất là xịn sò nha. Bên đây là đón năm rồng. Đón năm rồng nhân bội lộc. Đó. Đẹp, đẹp quá. Rất là đẹp, hộp rất là sang trọng xịn sò. Năm nay có hai anh em mình đó. Năm nay hai anh em mình đó, rồng á. Wow. Ồ, năm lon, năm lon. Năm lon. Mở ra. Dạ rồi, chúc mừng sức khỏe anh em. Dạ. Chúc anh chị em tiểu thương ở đây năm mới an khang vượng nha. Dạ rồi, chúc rồi, anh hết em ly này năm anh mới phát tài phát lộc nha. Dạ, tấn bình an. Tấn bình an. Hạnh phúc cho bên. Cầu gì được đây. Dạ. Năm nay năm tuổi rồi. Năm tuổi là thăng thiên như rồng. Tuyệt vời luôn. Rồi. Sức khỏe như Em xin phép cho này uống giùm em. Thôi, không có ai uống giùm em đâu. Thì là ngon quá. Dạ, ngon quá. Mấy ông bán dạ. Có ngon quà, có anh chị nào ra cầm giùm không ạ? Đây à, quà nữa, quà ta cáp liên tục. Dạ. Thôi mà chị Thắm ơi, đừng tặng nữa. Mà sao Tết mà quà ấy. Quà quà. Trời ơi. Nhà mình ơi. Yeah. Mày anh ơi. Đây. Wow, đây. Của mẹ, để chị vô cho. Của mẹ nè.
Rồi, wow. Xịn vậy. Đúng rồi, mà đẹp quá là có nhiều vị luôn nè. Đây, wow. Cảm ơn bữa ăn và cảm ơn những món quà rất là ý nghĩa. Rồi, dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nói hay mưa giông, có sao đâu, anh em mình còn có nhau. Biết Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc.